Vừa qua, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương nhà quản lý vì người lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2014 và tập thể cá nhân xuất sắc trong phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2015. Tại hội nghị lần này, lần đầu tiên, Công đoàn Công thương Việt Nam tôn vinh 51 nhà quản lý vì người lao động. Đó là những nhà quản lý lãnh đạo, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, duy trì sự ổn định và tăng trưởng của đơn vị trong suốt 3 năm qua. Nhưng tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để được tôn vinh là phải đảm bảo việc làm cho 100% công nhân lao động với mức thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước. Trong dịp này, ngoài 51 nhà quản lý vì người lao động, Công đoàn Công thương Việt Nam còn biểu dương, khen thưởng 173 người đạt danh hiệu lao động giỏi, lao động sáng tạo, 49 tập thể và 51 cá nhân đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tính riêng năm 2014, các đơn vị trong toàn ngành có 25.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 6.000 tỷ đồng, tiết kiệm 180 tỷ đồng tiền vật tư, nguyên liệu. Nhiều sáng kiến, giải pháp có ý nghĩa lớn về mặt xã hội. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những nhân tố điển hình trong các phong trào thi đua do các cấp công đoàn ngành công thương Việt Nam phát động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước, công nhân viên chức lao động toàn quốc sắp tới.